Ôi, nó chạy dưới kìa. Bố nó. Bố nó. Ôi, đây, 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 đây. Đây, đây, đây. Ui, ui. Ui, 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 ui. Chưa thấy em nào. Im lắm. Im thế nhỉ? Ừ. Im nhỉ? Im thật. Nước xuống này anh em phải nhiều cái to ấy. Đây là thấy con gì? Người ta bảo đất nành chim đậu, đất này không có nành đâu. Không con cá nào nhỉ? Ô con gì đây, con gì đây? Vừa bắn lấy cái này. Ôi xong mất luôn rồi. Ui tôi mất rồi. Chết rồi. Đục ngầu như thế này. Đục ngầu kìa. Mất rồi. Ôi nó chạy dưới. Ôi nó chạy dưới kìa. Bố nó. Bố nó. Ôi đây 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 đây. Đây đây đây. Ui. Ui. Ui 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 dồi ôi. Ui 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 kìa. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Thấy chưa? Đây. Ui kìa. Hại quá. Ôi trời ơi, kinh chưa? Kinh chưa kìa. Ôi, đưa vào đây. Ôi nó. Ui, kiểm tra nó còn có nào. Ôi trời ơi, kinh chưa. Cá chạy dĩa đất này. Hại kìa. Kiểm tra nó còn có nào. Đây rồi, hết lên đây, cứ hết lên đây. Giờ mới thấy em. Giờ mới thấy một em. Em thùng em ơi. Ui, có gì nữa vẫn đây cái không ạ? Tôi vừa thấy vẫn bắt mà. Ui, đây, có gì đây? Thôi. Thôi. Ui, kìa, bố nó. Ui, vẫn cái mà không thấy nữa nhỉ? Hay nó phi trên kìa. Hay nó phi trên rồi. Nó đàn đây đấy. Ừ. Mất luôn đi. Ôi, nó đục màu thế này thế sao này? Ừ. Nước này đục quá nhỉ? Ui, à, ôi, kẻ bôi nó. Ôi trời. Ôi thôi. Ôi hỏng rồi. Ôi đây vẫn. Ôi kìa. Ôi kìa. Ui. Ui giời ơi. Con gì to thế? Ôi ông ơi. Ôi xong luôn. Bố lại trên này chặn đi, chặn đâu đi. Mất luôn. Mất luôn, mất luôn. Mất luôn, anh em lấy kỹ nhá. Lấy kỹ nhá. Nhanh nhỉ. Ừ, mất hút luôn. Đấy ý xem dưới kia có đục không nhá. Tận khi ruộng ấy. Cái này có đục không nhỉ, chỉ thấy cái đục màu luôn hết rồi. Đi rồi. Đi rồi. Ôi có gì tắm đấy. Mất luôn. Hút luôn đúng không ạ?
đấy. Đấy cái bờ. Bờ. Thế mà chạy mất hút luôn mọi người nhá. Có gì đó. Đây. Ui, con gì? Ui, con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Ui. Ôi. Ui. Ui, ui. Đây, bên sang bên kia rồi, sang bên kia rồi. Đâu? Đấy, tôi đấy. Nhanh thế nhỉ? Con này khỏe. Đây. Mất. Chìm rồi, chìm rồi, chìm. Chết chỗ này. Cái nào lên. Ôi giời anh em ơi. Ui con gì to không? Ui giời lại còn nữa kìa. Đấy rồi xem này. Ui giời quá đẳng cấp luôn. Ai. Ui. To chưa? Quá đại chuốc luôn mọi người. Quá đời chưa? Xem nhỉ, sao nào. Nè tít trên cái xuống kìa. Ui giời ơi, kinh chưa? Quá dã man luôn mọi người nhá. Kinh nó nhàn tận dưới này luôn. Đã rồi. Đấy con gì đấy? Phi. Rồi cột mưa rào không ạ? Chết rồi, mưa rồi mọi người. Mưa đâu. Chết rồi. Mưa rồi. Được hai con to nhỉ. Đang đánh để mưa mọi người nên anh em mình khi đi về ấy. Đập mình giờ nước cạn rồi. Úi dồi. Mưa quá mọi người. Có gì chứ đâu? Đâu. Ui này, cái chép ơi. Cái chép này. Nhảy ghê luôn. Đang về thì gặp hàn. Nhanh lên. Em không chạy thêm được nữa đâu. Cho em đến. Ui. Trong video này. Anh em mình gặp cái này cái gì này. Đào tàu. Ui, con này kinh không? Đang bảnh như này. Sao? Tô đùng luôn. Okay. Bơi nhanh nhỉ. Ui, nặn luôn này. Đôi nặn này mọi người. Đắm đầu ngoài đang mình. Anh em lên tiếp đầu ruộng cuối luôn. Ui. Ui, xem nó bơi ác nhỉ. Ui, kinh chưa. Bơi không thèm ngóc lên thở luôn. Bơi không thèm ngóc lên thở. Vào bờ ấy, xem nó vào bờ sẽ như thế nào. Cắm đầu bà ơi, chúi luôn. Khô rồi mọi người. Nó vào đẹp bờ mày sao nhìn thấy được nhỉ? Không thể nhìn được. Ui. Nè mệt phá rãi này. Nhà đang có giống cá. Nhìn giống cá nhỉ? Bây giờ mọi người xem, rực lắm. Nào mọi người đây. Nó nổ mang này. Cứ tưởng cá nó chạy mọi người, nhìn nhau. Chạy lên tít từ đầu kia vào đây. Con này phải cân rưỡi nhỉ. Ừ. Có mồi chén rồi. Nhìn thích nhỉ. Xách ra. Ui. Này cho mọi người xem sướng rồi. Chạy lè chạy. Mệt không học luôn ấy. Đây nó đang đi ăn rồi. Kinh thật. To đùng luôn mọi người nhá. Nó gặp lỗ. Nó gặp lỗ nó ra. Con này con hổ mang mọi người ạ. Mọi người anh em sẽ kết thúc video đây mọi người nhá. Và cái con rắn mọi người. Mình xem video cho anh em một like.
chia sẻ, đăng ký kênh nhá. Chào mọi người nhá, tạm biệt, hẹn gặp lại nhá.